Vâng, em xin chào toàn thể tất cả các bác. Hôm nay đầu tuần ngày 11 tháng 10 thì bên em Thanh Quốc Hùng lại về rất là nhiều những dòng sản phẩm phục vụ tất cả anh em. Chủ yếu hôm nay là về toàn những dòng mic xịn của Mỹ anh em, là dòng mic Shure. Shure thì bên em về được 2 bộ không dây và 5 tay mic dây. Và dòng Soundtrack 600 em về được 10 tay. Dòng này cũng của Mỹ luôn, rất là xịn sò. Thì ở đây thì em sẽ quay cho anh em xem về những con mic này. Đó. Về mic dây, mic không dây thì em về được 2 bộ dòng mic Shure SM58. Đây nha anh em. Đây, Shure SM58. Còn cực kỳ là đẹp và mới nha. Đấy, anh em nhìn này. Nhìn độ mới cho sản phẩm nha. Đó. Này là mic bãi nha anh em, mic bãi chứ còn là mic mới nha. Mic mới nó đắt lắm, tới mấy chục triệu một bộ như thế này. Thì chúng ta chơi mua về chơi không nói đâu. Hàng mà mua hộp thì chơi không nói, thì chúng ta chỉ chơi những hàng bãi giá tốt hơn. Đó. Và mic dây thì nó sẽ gồm mỗi bộ là một tay nha anh em, một tay. Và nó kết hợp với là hai anten, cái mic lưng và xin lỗi là một mic lưng và một đầu thu. Đó. Rồi em về được 2 bộ. Mỗi bộ như thế này thì nó có mức giá là 8.300.000 nha anh em. 8.300.000. Thì giá thì em đã bao ship cho anh em nha. Hàng thì đẹp. Đó, tay mic này, anh em nhìn tay mic này, rất là đẹp nha. Đây. Đây, sẽ quay tháo cho anh em. Đấy nha anh em, nhìn cực kỳ là đẹp nha. Cầm rất là chắc tay. Sử dụng pin là pin vuông nha anh em, pin vuông. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ em sẽ tháo ra cho anh em xem côn lo côn mic anh em này, hàng cực kỳ là đẹp nha. Đấy, hàng khá là đẹp, côn mic còn cực kỳ là mới luôn. Dòng SM58 dòng này quá là tuyệt vời cho anh em chơi rồi, trong phân khúc tầm tiền. Còn những dòng nó cao cấp hơn thì những dòng đời lớn hơn thì nó sẽ có giá tiền nó đắt hơn. Những dòng đời này thì ở những phân khúc mid thì chúng ta chơi SM58 thì nó vừa tầm rồi. Đấy, những dòng tay mid như thế này thì anh em thấy là những ca sĩ nổi tiếng họ hay dùng để mà biểu diễn sân khấu đó. Đó, rất là đẹp, rất là xịn sò nha anh em. SM58 hàng Mỹ Mexico nha anh em nha. Đây, đây này, Su này, anh em thấy Mexico nha. Rồi, hai đầu thu anten và cộng với là hai tay mic không dây. Còn ở mic dây thì em về được là su cũng đầu là SM58 thì em về được là tổng cộng là 5 tay. Đấy. Đây nha anh em. Hàng thì cực kỳ là đẹp luôn cho anh em này. Đó. Anh em nhìn cái độ mới của nó này. Thấy chưa? Đây thì nó hàng đúc nguyên khối cái tay này. Đó. Và cực kỳ là đầm tay, chắc tay luôn, rất là nặng nha anh em, tay mic cực kỳ là chắc của hàng Mỹ. Đấy, ở đây em về được 5 tay. Rồi con này thì em tháo côn ra cho anh em xem này. Rồi đây côn của mi đây. Đấy, rất là đẹp nha anh em. Đấy, còn dính bụi luôn này, chưa lau này. Lau ra này sáng bóng liền nha, rất là chất lượng, hàng rất là mới nha anh em. Thì mic tay này thì bên em sẽ có
kèm theo dôi cho anh em luôn. Nhập vừa thì nó không có dôi đâu nha anh em, nhập vừa không có dôi. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có dây xịn sò nha anh em, dây được xịn sò của Đức, dây mic mỗi dây dài 5m. Đó, một tay mic với một dây như thế này thì bên em đang bán với mức giá là 3.200.000 nha anh em, 3.200.000. Đấy. Thì anh em nào chơi thì liên hệ của ông. Đây là 3.2 nha. Đây, một tay mic xịn sò của Shure SM58 và dây mic. Cực kỳ là chất lượng nha anh em nha. Đây, thì chúng ta khi cắm vào thì nó sẽ như thế này đây. Đây anh em. Đấy. Nhìn rất là chất lượng và xịn sò nha. Đấy. Cầm rất là thoải mái và đầm tay luôn. Thì em sẽ có clip test về những cái mic này cho anh em tham khảo. Mic Shure xịn sò, hàng cực đẹp luôn. Đấy. Giá là 3.2 nha anh em. Rồi, thì em về được là 10 tay mic Soundtrack 600 Pro. Đấy, Soundtrack 600 Pro. Cái này thì nó cũng là mic dây nha anh em, mic dây. Đó. Hàng cực kỳ là đẹp, hàng tiếng chọn và tiếng lựa rất là kỹ. Make in USA, hàng Mỹ luôn nha anh em nha. Cực kỳ là chắc, tiếng rất là gom. Những dòng mic Shure Soundtrack của Mỹ thì tiếng gom. Hút âm cực kỳ là tốt, nhẹ, hát rất là hay nha anh em, hát rất là hay. Thì mic này những ca sĩ thường hay mua dùng rất là nhiều. Đấy. Hàng cực kỳ là đẹp và chắc cho anh em nha. Đây thì em là tháo ra cho anh em xem. Đấy, đó là con mi thì trên con này nó cũng để USA luôn này, Soundtrack Pro này, audio đó. Và con này là con neo nha anh em, con neo nên là rất nhẹ và hát cực kỳ là hút âm rất là tốt luôn. Đấy, hàng cực kỳ là đẹp luôn cho anh em nha, hàng Mỹ xịn sò. Thế anh em sở hữu một cái sản phẩm như thế này thì hát cực kỳ là chất lượng trong bộ dàn karaoke của mình. Thì sản phẩm này thì nó cũng đi với là cái bộ dây mic 5m dây xịn sò nha anh em, và một dây và một mic Soundtrack Pro 600 thì bên em bán với mức giá là 2.200.000. Đấy. Mic này thì rất là chất lượng nhưng mà về cái độ hot thì nó không bằng Shure thì nó đắt hơn tí. Shure có giá là 3.2, còn cái này là 2.2 nha anh em nha. 2.2 thôi. Đó, anh em nào chơi thì liên hệ của Hồng nha. Về được 10 tay cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Rồi thì ngoài dòng mic thì em về được một con là bao QC1007 nữa. Dòng này dòng chạy 32 sò sắt Toshiba chữ đó, cực kỳ là lớn của hãng QC. Thì con này thì bên em đang bán với về giá tốt, về đang bán với mức giá là 13 triệu cho anh em. Thì anh em nào chơi thì liên hệ Quốc Hồng nha. QC model 1700, giá là 13 triệu. Để anh em nào chơi thì nhanh tay liên hệ. Đấy. Rồi đó là những sản phẩm đầu tuần bên em về cập bến cho anh em. Anh em nào chơi thì liên hệ Quốc Hồng qua những cái dòng mic xịn sò của Mỹ như là Soundtrack Pro 600 và Shure SM58 có dây và không dây nha anh em nha.
Đấy. Rất cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video và hẹn tất cả anh em video sau nha.